こんにちは。はい、皆さんこんにちは。ズンモリの島川です。あ、しんちゃんまぐおーい。いえ、日本は先生の日がないですね。日本には先生の日はないです。ありません。Năm nay là hai lần. Lần thứ hai. Lần thứ hai. Năm nay là lần thứ hai. Hai. Lần này là ba. Tôi cũng lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên của mình tại trung tâm tiếng Nhật Mori. 3 năm 住んでいます。先生の日を3回過ごしました。3回。1回です。Người Việt Nam rất hiền. Học sinh Việt Nam rất hiền. Rất.なんだっけ、あの、熱定好、熱定好、ちゃんちこ、rất感動、rất感動、có thể là có những bạn rất là chăm chỉ này, có những bạn kiểu như là cũng còn chưa tập trung học thật sự ấy, nhưng mà sau những kỳ thi thì khi mà có thể là nhận được những cái thông báo kết quả đỗ từ các bạn thì mình cảm thấy mình cũng góp phần được một chút gì đó vào cái công việc học tập của các bạn.Cũng cảm thấy rất là vui. Điều khiến mình bất ngờ nhất là các bạn học viên của chúng ta thì có rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Các bạn thì có người đi học, có người đi làm. Các bạn đều là tranh thủ giờ học giờ làm để tới đây học. Tuy nhiên thì có một điểm chung là các bạn đều rất là cố gắng học tập. Và đặc biệt là các bạn rất là vui tính và khiến cho không khí giờ học thì nó trở nên là vui vẻ hơn rất là nhiều. Và đấy là cái điều mình ấn tượng nhất của chúng ta, nhất của mình.先生の日は楽しいです。でも日本にいないからちょっと恥ずかしいですね。韓国có ngày nhà giáo, nhưng lần đầu tiên trở thành giáo viên thì rất cảm động. 日本にはないので、先生になってよかったなと思いました。とても幸せでした。ベトナムの先生の日は生徒が先生に感謝をする日だと聞いております。教師の日はすごくいい日だと思います。先生はすごく幸せですね。あ、去年は学生からノートとボールペンをもらいました。năm ngoái mình đã nhận áo và hoa.Hoa, nhiều hoa, hoa tỏ. Hoa tỏ. Rất vui. Hoa tỏ をもらいました。クラスそれぞれもらってたくさんもらいました。Năm ngoái thì mình đã nhận được rất là nhiều những lời cảm ơn từ các bạn và rất là nhiều những bông hoa rất là đẹp. 私は何ももらいたくないです。皆さんは JLPT を頑張って。合格すれば、それは私に一番のプレゼントです。生徒が日本語の JLPT に合格したら、逆にプレゼントをしたいです。không gì là quý giá hơn bằng các bạn học sinh của chúng ta là đạt được kết quả cao không chỉ trong kỳ thi tháng 12 tới mà còn là cả chặng đường học tiếng Nhật của các bạn. Và với mình thì chỉ cần các bạn học tốt thì ngày nào cũng là 20 tháng 11. Năm nay mình muốn nhận được đỗ của mọi người JLPT kết quả đỗ của mọi người ơi đỗ N5 N3 N2 nhá N1 cũng N1. そうですね。今回 N2 のクラスをやったので、皆さんが私に合格をくれたらいいですね。